loài chim đang hót âm thầm tựa như nói vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sáng sống. Thầy dìu dắt chúng em với tâm lòng thiết tha. Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giò sương long lanh vẫn còn đông trên lá, là thầy bước đến trường em. Trẻ thơ cho từng khúc nhạc dịu êm như thời gian êm đềm theo tháng năm, như dòng sông gợn đều theo cơn gió, mang tình yêu của thầy đến với chúng em để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời.
để lại Trường Sa với bao kỷ niệm. Bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, đưa con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa. Trong đêm tối vắng, thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ. Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hòa trong tim nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời. Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đã ngẩn ngơ nhìn vui, hàng mẹ vẫn tiếng mẹ gọi reo, nét phấn trên bảng đen cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ ấu, ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa.
dài gánh qua
sau người gánh chính là con.
từ trường Trung học phổ thông Thạnh Hóa. Xin cảm ơn rất nhiều. Cụ học sinh thân mến, hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023 nhằm tạo điều kiện để các thế hệ cụ học sinh của trường Trung học phổ thông Thạnh Hóa có cơ hội gặp lại bạn bè, thầy cô tại chính ngôi trường thân thương mà mình đã từng học tập, rèn luyện và trưởng thành, tạo cơ hội để các thế hệ cụ học sinh của trường giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong cuộc sống. Hôm nay được sự thống nhất của ban lãnh đạo trường Trung học phổ thông Thạnh Hóa, Hội cụ học sinh trường Trung học phổ thông Thạnh Hóa tổ chức họp mặt cụ học sinh thường niên lần thứ 17 năm 2023 chính là lý do của ngày họp mặt ngày hôm nay. Về dự buổi họp mặt hôm nay, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo nhà trường, xin trân trọng giới thiệu cô Phùng Thị Bích Thủy, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Thầy Nguyễn Xuân Tình, phó bí thư đảng bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Cô Trần Thị Phương, phó hiệu trưởng nhà trường. Về phía quý thầy cô đã từng công tác và làm việc tại trường Trung học phổ thông Thạnh Hóa, xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn An Sơn, cựu giáo viên của trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Thanh Hiền, hiện đang công tác tại trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Thê, đã từng công tác và giảng dạy tại trường Trung học phổ thông Thạnh Hóa. Xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Kim Liên. Dạ xin mời là khi em giới thiệu thì mời quý cô đứng dậy để các thế hệ của học sinh mình có thể tri ân ạ. Xin trân trọng giới thiệu cô Đặng Thị Kim Chi. Xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thụy Xuân Hương. Xin trân trọng với giới thiệu cô Trần Hoàng Mỹ. Xin trân trọng giới thiệu cô Huỳnh Thị Bích Châu. Xin trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Thu Oanh. Xin trân trọng giới thiệu thầy Huỳnh Phương Vũ. Dạ thầy Vũ đây ạ. Xin trân trọng giới thiệu cô Phan Thị Dạ Thảo. Xin trân trọng giới thiệu thầy Bùi Văn Tâm. Xin trân trọng giới thiệu thầy Hồ Ngọc Sơn. Xin trân trọng giới thiệu thầy Đinh Văn Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu thầy Bùi Văn Mơi. Dạ mời thầy Mơi. Dạ xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Hiếu. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trương Văn Biên. Dạ xin mời thầy Biên. Xin trân trọng giới thiệu cô Tạ Thị Kiều Tiên. Cô Tiên là hiện là đang là giáo viên dạy văn của trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Nguyên. Dạ mời cô Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Kim Thoa. Xin trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Tuyết Nga. Xin trân trọng giới thiệu cô Ngô Thanh Tuyền. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Huấn. Và xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim Hoa. Và các thầy cô hiện đang công tác tại trường Trung học phổ thông Thạnh Hóa, trong đó có một số thầy cô vừa là cựu học sinh và hiện tại bây giờ cũng đang công tác tại trường. Xin trân trọng giới thiệu chung. Về phía khách mời, xin trân trọng giới thiệu anh Lê Hữu Trung là Mạnh Thường Quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu anh Đỗ Ngọc Đẹp cũng là một Mạnh Thường Quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và cùng với toàn thể quý anh chị, các bạn, các em là cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Thạnh Hóa đã từng học tập, sinh hoạt và rèn luyện tại cái ngôi trường thân thương này, một lần nữa xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ.
Để tiếp theo chương trình, sau đây xin trân trọng kính mời cô Phùng Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, sẽ thay mặt lãnh đạo nhà trường có đôi lời phát biểu trong cái buổi họp mặt đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Em xin trân trọng kính chào quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị cựu học sinh và các em là cựu học sinh của trường. Em xin có đôi lời phát biểu. Em nói em là đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý thầy cô và có mặt ngày hôm nay. Chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và an nhiên trong cuộc sống ạ. Tiếp theo em xin chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị cựu học sinh và các anh chị, và các em hiện là cựu học sinh của trường đang về dự ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc. Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị cựu học sinh, thì duy trì cái thường lệ của trường cũng như là cái truyền thống của trường là sẽ tổ chức họp mặt cựu học sinh của trường vào chủ nhật đầu tiên của tháng 11. Và cái truyền thống này được duy trì 17 năm và em vinh dự được tham dự năm nay là năm thứ 7. Em vinh dự được tham dự năm thứ 7 và em cũng rất là hạnh phúc vì ngày hôm nay có rất là nhiều các thầy cô được mời về trường, cũng như rất là nhiều các anh chị học sinh của các khóa và đặc biệt là hai khóa chủ chốt để đứng ra hỗ trợ tổ chức ngày hôm nay, đó là khóa 20 năm và khóa 30 năm. Các anh chị hỗ trợ tổ chức, đồng thời cũng là có rất nhiều các anh chị ở tất cả các khóa đang tham dự ngày hôm nay. Lời đầu tiếp theo là em cũng rất là cảm ơn là được cái sự ủng hộ để em tổ chức thành công cái buổi họp mặt ngày hôm nay. Thì cái sự trở về của các thầy cô, của các anh chị cựu học sinh đã tạo nên được cái sự ấm cúng của ngôi trường mình để duy trì được cái truyền thống tốt đẹp này. Và sự trở về của các anh chị cựu học sinh ngày hôm nay đã góp phần trong cái việc là giáo dục các em học sinh của trường trong cái truyền thống tôn sư trọng đạo của nhà trường để giáo dục các em trong các cái thế hệ tiếp theo. Cũng sự trở về này của các anh chị cũng đánh cái dấu mốc là để hỗ trợ những cái phần học bổng rất là ân tình của các anh chị dành cho các em mà đang có những cái hoàn cảnh khó khăn, để các em tiếp bước cho các em đi tiếp trong con đường học tập, để các em phấn đấu để các em sau này trở thành giống như các anh chị về ngồi ngày hôm nay để hỗ trợ lại cho những em phía sau nữa. Và sự trở về của các anh chị ngày hôm nay sẽ động viên, là cái nguồn động viên lớn, niềm vui cho các thầy cô đã nghỉ hưu, đồng thời cũng sẽ là cái động viên cho các thầy cô hiện đang công tác tại trường hay là hiện đang còn công tác trong ngành giáo dục. Đây là cái nguồn động viên về mặt tinh thần rất lớn cho những thầy cô như thế này trong cái dịp mà được tất cả các anh chị cựu học sinh mời về để gặp mặt, để trao đổi, để hỏi thăm sức khỏe, hàn huyên tâm sự sau rất là nhiều năm gặp lại, đặc biệt là khóa 30 năm các anh chị. 30 năm bây giờ các anh chị trở về thì các anh chị cũng có thể là lớn, so với thầy cô ngày xưa thì các anh chị bây giờ cũng rất là lớn rồi. Thì em cũng không có phát biểu gì nữa. Em xin rất là một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã sắp xếp và trở về. Và em mong là năm sau cũng sẽ như thế này nữa được duy trì như thế này để cho trường chúng ta có một duy trì được một truyền thống rất là tốt đẹp. Em xin cảm ơn và xin kính chào ạ. Đã có đôi lời phát biểu trong buổi họp mặt ngày hôm nay. Và sau đây thay mặt cho ban liên lạc hội cựu học sinh trường Trung học phổ thông Thạnh Hóa, em xin thông qua cái báo cáo hoạt động, em xin thông qua sơ bộ cái báo cáo hoạt động của hội trong năm vừa qua. Về công tác tổ chức thì trong năm vừa qua thì
Hội cựu học sinh của trường đã tổ chức cái họp mặt lần thứ 16 với hơn 100 các anh chị cựu học sinh về trường. Và như quý thầy cô cũng quý anh chị thấy thì ngày hôm nay số lượng quý thầy cô tham gia cũng như là quý anh chị cựu học sinh cũng như là các bạn cựu học sinh về nó đông hơn năm rồi, và mong rằng là những năm sau sẽ đông hơn nữa. Trong đợt họp mặt cựu học sinh lần thứ 16 thì hội cựu học sinh đã nhận được cái sự hỗ trợ các quỹ học bổng là 30 triệu đồng. Ngoài ra thì ban chấp hành hội cựu học sinh còn tổ chức các hoạt động như là tiếp sức mùa thi cho các em ở các khóa. Về các phần thu chi thì về phần thu thì cũng báo với lại tất cả các anh chị trong hội cựu học sinh là mình có hai khoản thu. Khoản thu thứ nhất là khoản thu học bổng, và khoản thu thứ hai là khoản thu về hoạt động của hội. Và cái mục đích chi thì rất là rõ ràng, khoản học bổng thì mình chỉ dành cho học bổng thôi, còn các cái hàng hoạt động các tổ chức thì mình chi trong quỹ hoạt động của hội. Về quỹ học bổng thì quỹ tồn năm 2021 là 23.245.000, quỹ thu được năm 2022 là 30 triệu, vậy tổng quỹ là 53.245.000 đồng. Về quỹ hội, quỹ tồn năm 2021 là 22.480.000 đồng, quỹ thu được năm 2022 là 5.750.000 đồng. Về phần chi, đối với khoản chi cho học bổng thì chi 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu phát trong cái ngày cựu học sinh lần thứ 16. Chi 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 cũng phát trong ngày hội cựu học sinh năm 2022. Chi hỗ trợ 10 triệu cho xin mời bạn Võ Thị Thúy Nga, Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Trang lớp 10C7. Xin cho một tràng pháo tay. Lớp 10C6. Bên này còn một bạn nữa đây anh Tẩm ơi. Bạn mới vừa dạ. Xin mời bạn Võ Đắc Huynh và bạn Nguyễn Thị Bích Thảo lớp 11C4. Linh đại diện khóa 25 sẽ trao phần học bổng cho các em. Xin mời quý mời. Thông ơi. Đó anh gửi lại chỗ thi thơ dùm đi. Lý do là ngày hôm nay có một số em nằm trong danh sách nhận học bổng mà không có tham gia. Thì kính nhờ quý anh chị có thể gửi lại cái phần dự kiến trao học bổng cho anh Linh. Cảm ơn các anh chị cùng học sinh rất là nhiều. Lê Minh Thi Thơ sẽ nhận cái phần học bổng này. Mời cô Thơ. Cô Lê Minh Thi Thơ là thủ quỹ hội cựu học sinh của mình. Rồi xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn anh. Đến các thế hệ các anh chị cùng với hội đã tiếp sức cho các học sinh để các em có thể vững bước trên con đường học tập của mình. Xin chân thành cảm ơn. Lời đầu tiên thì em xin chúc sức khỏe các chị, các bạn và các em
là đồng nghiệp cùng toàn thể các em học sinh dồi dào sức khỏe. Trong số các em ngồi đây thì có những em cô không được gặp mặt rất nhiều năm, và có những em thì cô cũng mới gặp mặt ở đây. Và trong cái buổi họp mặt này thì tâm trạng cô có nhiều nỗi niềm, nhưng cô rất muốn giữ lại cái niềm vui. Còn những gì mà ở quá khứ nó là nỗi buồn thì thôi, cô xin gác lại. Các em đồng ý ha? Các em biết không, ngày hôm nay họp mặt rất là đặc biệt. Đó là có hai cái mốc thời gian của hai khóa học. Đó là cái khóa 30 năm ra trường, là các em về trường năm 1990, và các em ra trường là năm 1993. Và khóa thứ hai là khóa năm vào trường năm 2000, và các em ra trường năm 2003. Và điều vinh hạnh cho cô là xuyên suốt 10 năm đó cô đều có mặt ở trường, và hai khóa đều biết cô. Nhưng cái khóa năm 93 ra trường thì các em còn nhiều khó khăn lắm, và cô trò mình học tập ở môi trường rất là khó khăn, vất vả lắm. Và cô nhớ là có những em phải ở tập thể chung với các cô, các thầy, và ăn cơm tập thể. Cụ thể như em Phước hay là em Mỹ, những em mà cô biết. Rồi đến năm 2000 và 2003 thì khóa này bạn do là chúng ta công tác công việc, nhưng mà cô mong rằng sẽ có một lần tiếp theo, và cô gặp đầy đủ mặt gương mặt của cái khóa đầu tiên của trường cấp 23 Thạnh Khóa. Và tiếp theo đó là cái khóa thứ hai mà ngày hôm nay các em chủ trì họp mặt, đó là cái khóa 2000-2003. Thì cô về đây, cô dạy năm 1990, và cô rời trường Thạnh Khóa là năm 2003, cũng là cái khóa ngày hôm nay họp mặt 20 năm. Cô cũng thương với thầy cô, cảm ơn các em, cô Oanh và cô Bích Châu có cái chia sẻ, thầy nghĩ cũng cũng rất là đầy đủ rồi. Bạn Chí có lời mời xin phép được trao đổi với chúng ta một vài ý. Thứ nhất là xin được cảm ơn ban giám hiệu nhà trường, đồng chí hiệu trưởng, các đồng chí phó hiệu trưởng sáng nay thấy rất là tất bật cho cái buổi họp mặt sáng hôm nay. Cảm ơn chị Phương, anh Hiền, anh Tình, nhiều thầy cô của trường, các em là cựu học sinh của trường còn công tác ở đây, có sự chuẩn bị. Tôi nghĩ là không phải chỉ sáng hôm nay mà đã có khâu chuẩn bị từ rất sớm để chúng ta có được cái lần họp mặt lần thứ 17 với một cái ngôi trường có thể nói là so với các huyện thị thành thì trường chúng ta là trường trẻ. Trường cấp 23 Thạnh Khóa ra đời ở thời điểm năm 2000, năm 1990, 33 năm, mà đến 17 lần họp mặt, thấy được cái truyền thống, thấy được cái tôn sư trọng đạo. Xin cảm ơn các thầy cô còn đang công tác tại trường đã có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo cho buổi họp mặt hôm nay. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, xin được cảm ơn các em khóa 30 năm ngày tốt nghiệp và 20 năm ngày tốt nghiệp đã phối hợp với ban liên lạc để tổ chức buổi họp mặt. Thầy rất tự hào khi cứ đầu tháng 11 lại được nhận những cuộc điện thoại của nhà trường, của nhiều em học sinh, đặc biệt là của khóa 30 và khóa 20, 20 năm ngày ra trường, các em liên hệ. Tự hào và khoe luôn, bởi lẽ là nói đi đâu sáng chủ nhật này, nói đi họp mặt, ta nói mới đầu tháng 11 mà ta cứ nghĩ phải tới ngày 20,
thầy mới khoe, thầy nói là cả cái tháng 11 nó là vậy luôn á. Thấy được cái tình cảm của các em dành cho thầy cô đã đến công tác ở trường cấp 23 Thạnh Hóa xưa. Nhắc chữ cấp 23 thì cô Bích Châu chia sẻ nhiều. Thầy muốn các em cựu học sinh của trường hướng về các thầy cô, có thể nói là những người đã khai phá ra ngôi trường này, ngôi trường cấp 2 Khởi Thủy á. Ở đây còn thầy Tâm nè, rồi cô Hoa nè, cô Chi, cô Liên, cô Mỹ, cô Hiếu. Có thể thầy kể sót các thầy cô đã gắn bó với ngôi trường chúng ta từ rất sớm, trước cả cái nhóm 6 người mà cô Bích Châu kể ban nãy, trước cả cái nhóm của cô Dạ Thảo, cô Kiều Tiên, cô Tho, thầy Vũ hay là thầy Hiền. Và trường chúng ta rất vinh dự sau này được đón thêm nhiều thầy cô hôm nay về có mặt ở đây, như là cô Nga, cô Tiền, thầy Biên, thầy Nguyên, nhiều thầy cô khác đã có những cái đóng góp cho ngôi trường trung học phổ thông Thạnh Hóa sau này. Xin được cảm ơn tất cả các em, đặc biệt là hai khóa 20 năm và 30 năm. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba thầy cũng có cái suy nghĩ khi mà được sống trong cái không gian này, không khí này, biết bao nhiêu là cái kỷ niệm trở về, mà nó nhiều hơn, nó đông hơn, nó vui hơn những cái khóa trước. Ban nãy chị hiệu trưởng có phát biểu á, là do năm nay chúng ta vừa có khóa 30 năm ra trường mà vừa có khóa 20 năm ra trường. Thì em Chí, ban liên lạc cũng như là cô Thủy, rồi nhiều thầy cô của đang công tác ở trường á, có thể liên hệ để chúng ta tổ chức luôn cho cái khóa 10 năm, kỷ niệm 10 năm ra trường. Như vậy thì năm sau cái khóa của em Đồng Tháp, em Mai á, là 30 năm ra trường đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một cái nhóm nữa là cũng 30 năm, 20 năm ra trường. Và các bạn có thể gây dựng cái nhóm 10 năm, 10 năm ngày ra trường. Thầy nghĩ rằng là giao lưu giữa nhiều nhóm học sinh với khoảng cách là 10 năm thì sẽ rất tốt cho sự phát triển của chính bản thân các em, của ngôi trường của chúng ta, của huyện nhà Thạnh Hóa của mình. Những cái suất học bổng của các em dành cho thế hệ trẻ hôm nay, nó là cái động lực, là niềm tin để các em học sinh đang học tại trường vươn lên. Tiếp nối truyền thống của các anh chị đi trước, có một số ý, có ba ý xin phép được trao đổi, xin được chia sẻ. Và cuối cùng là một lần nữa khẳng định lại cái sự tự hào, một cái niềm vui, một sự hạnh phúc khi có mặt ở đây ngày hôm nay, là khi mà chúng ta kỷ niệm lần thứ 17 họp mặt cựu học sinh trường trung học phổ thông Thạnh Hóa. Xin được chúc vui, khỏe, hạnh phúc và thành công đến với tất cả chúng ta. Xin cảm ơn, xin trân trọng kính chào.